không được. Kẹo này là kẹo của anh. Đúng mà em muốn ăn, đưa lại cho em. Kẹo này là kẹo của anh mà, em thả nó đi. Mẹ ơi, anh Vinh ăn kẹo cho ba chấm mà ông chia cho con. Vinh tiền lẻ, chia cho em một nửa đi con. Để anh chia một nửa cho em. Em cái dài nè, anh cái ngắn. Anh Vinh, em vẫn còn nói, anh Vinh đưa một nửa kia đây cho em. Em ăn một nửa kia rồi còn gì nữa, còn nửa này là của anh chứ. Đưa lên cho em. Anh cho em một nửa rồi, còn nửa này là của anh. Nhưng mà em vẫn còn nói anh Vinh đưa lên cho em. Anh cũng đói mà. Anh Vinh đưa kẹo ra cho em, đưa đây, đưa đây. Một nửa này là của anh mà. Vinh tiền lẻ, nhường kẹo chút ba chút cho em đô la đi con. Nè anh cho em nè, em đúng là cái đồ đáng ghét, cái đồ tham lam, anh không chơi với em rồi đâu. Bực quá các bạn à, em đô la đúng là cái đồ đáng ghét, cái gì cũng dành của mình hết đó các bạn. Nhưng không sao, mình vẫn còn một gói bim bim các bạn à. Bim bim đùi gà ngon lắm đấy. Chắc em đô la không biết mình có bim bim này đâu. Hả? Làm sao anh giấu được em? Em biết thì đã làm sao, bim bim này là của anh mà. Nhưng mà em muốn ăn bim bim, anh Vinh cho em ăn bim bim đi. Nhưng mà bim bim này là của anh mà. Anh Vinh, em muốn ăn bim bim, anh Vinh cho em ăn đi. Nhưng mà bim bim này là của anh mà, em thả nó đi. Anh Vinh đưa lời, em muốn ăn bim bim. Anh không cho đâu. Mẹ ơi, anh Vinh không cho con ăn bim bim cùng. Vinh tiền lẻ, chia bim bim cho em cùng ăn với. Được rồi, để anh bóc ra cho em ăn một miếng nhá. Nè ăn một miếng thôi đấy. Anh Vinh, bim bim này ngon quá. Em muốn ăn hết gói, anh Vinh đưa lại cho em. Anh cho em một miếng thôi còn gì nữa. Anh không cho em nữa đâu. Bim bim này ngon quá, em muốn ăn cả gói cơ. Anh Vinh đưa lại cho em, đưa lại. Anh cho em một miếng rồi còn gì nữa. Anh Vinh đưa đây, em ăn gói. Vinh ơi, nhường bim bim cho em đi. Được rồi, anh cho em luôn cả gói nè. Em đúng là cái đồ đáng ghét, cái đồ tham lam mà. Anh không chơi em được đâu. Bim bim ngon thế này mà anh Vinh không cho mày ăn. Bực quá các bạn à. Em đô la đúng là cái đồ tham lam mà. Mình đã nhường cho em đô la kẹo chúp ba chúp rồi, mà em đô la còn giành gói bim bim của mình nữa. Nhưng không sao, mình còn có thứ ngon hơn cả hai thứ đó nữa các bạn à. Đây, xúc xích đó các bạn. Mình giấu kỹ lắm, chắc em đô la không biết đâu. Thơm quá các bạn ơi. Hả? Anh Vinh, em muốn ăn xúc xích. Anh Vinh đưa xúc xích đây cho em. Anh không nhường xúc xích cho em đâu. Hồi nãy anh nhường kẹo chúp ba chúp với bim bim cho em rồi còn gì nữa. Nhưng mà em muốn ăn xúc xích, anh đưa lại cho em. Thế để anh chia cho em nửa cây nha. Không, em muốn ăn cả cây cơ. Em không muốn ăn nửa cây đâu. Nhưng mà cây xúc xích nè của anh mà. Mẹ ơi, Vinh không cho con ăn xúc xích. Mẹ ơi. Vinh tiền lẻ, nhường xúc xích cho em đi con. Nè, xúc xích nè. Em đúng là cái đồ đáng ghét, anh không chơi em đâu. Hả? Ai em chơi Vinh tiền lẻ? Em chỉ cần ăn thôi. Các bạn ơi, đã có xúc xích để ăn rồi các bạn ạ. Ngon.